Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Đang có khán giả về viếng mộ của chú Vũ Linh nè cô chú anh chị. Có khán giả về viếng à. À, bữa nay mèo chuột gì tùm lum rồi mèo vẫn ai nữa hả? Ông ngoại 70 tuổi. Trời ơi, 70 tuổi. Bởi vì bà ngoại nói tuổi ổng không tin nên ổng hỏi bà ngoại là xài kem gì đâu. À, 70 rồi đó. Ồ, ngoài 70 rồi. Bà ngoại là già cả bằng cô luôn rồi. Cảm ơn tụi em. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ, xin chào mẹ. Ông ngoại với con đây là từ đâu đến? Dạ, ở Bình Dương. Bình Dương dạ. Ở Thủ Dầu Một. Con thứ mấy cô? Thứ hai. Con dạ, thứ hai. Cái lớn nè, con cái lớn là thứ hai. Cô thứ mấy? Thứ sáu hả cô? Không. Cái gì hả trời? Bởi vậy, anh dạy chiến đây nè, con thứ sáu, thứ sáu, thứ bảy. Là nè, mẹ chị, rồi xong chị là thứ hai, lớn nhất. Đó không, rồi còn ba đứa em nữa. Còn là cô thứ... Con này là nhỏ con của chị. Dạ. Hiểu không? Tức là gia đình ba thế hệ đó. Mà hỏi cô này là thứ mấy nè? Thứ bảy. Cô thứ hai. Con là thứ ba. Là thứ bảy gì ông tính hỏi thứ bảy thứ sáu rồi ông làm lép gì cứ hỏi hoài. Nói không làm là tưởng đây thứ hai, đây thứ ba là hai chị em. Bởi vậy. Tưởng đâu này chị này em. Rồi quá. Rồi thôi con cảm ơn gia đình mình ha. Con nãy giờ con gặp cô với chị á. Con nó vui vui mà. Dạ. Rồi con chào cô nha cô. Con gái một nè, thứ hai. Con gái một của mình gái hả con? À đây có mình với hai mẹ con đó. Ủa làm vậy là con gái là vừa cả mà vừa út luôn á. Vậy rồi mốt em chắc giống như vậy luôn á. Vô rất ngang cho cậu, tưởng đâu vô không ngang. Vô quá quá à. Nhưng ổng từ sáng giờ lộng cộng nãy sớm cũng lại gia đình sáng sớm của người. Rồi chúc gia đình của mình thuận lộ mình nha cô. À nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc nha cô. Lâu lâu lên viếng mộ chúng nha. Rồi con chào cô nha cô. Chúc thì đó, chúc hết luôn mà, chúc cả gia đình mà. Dạ. Gia đình ba thế hệ. Con cô lái xe luôn. Ô xe điện. Đúng không? Lái xe ta nổ máy gì mà không là xe điện. Sáng giờ cẩn cẩn. Cái xe điện là bà con bác chỉ cho trạng nè. Ở dưới đây nè, có cái bô là tính là xe điện nè. Anh nghe tiếng bô. Mang thương hiệu là Xuân Phát. Anh nghe tiếng bô nè. Đó. Cái tiếng bô người ta vậy, cái bô chà bá vậy luôn mà là xe điện. Ra ngoài cái gan. Anh nhìn kiểu gì vậy anh Minh? Ôi ta lỡ cái ông nói gì ghê trời. Trời nhỏ chắc má ông quýnh ông lắm nè. Lỡ cái mà ông nói. Ông này nhỏ chắc má ông quýnh dữ lắm nè nên giờ ông gặp ai cũng má ông quýnh ông dữ lắm. Má anh quýnh dữ lắm nên giờ anh cũng gặp ai cũng kêu nhỏ tới giờ anh nói thật sự luôn. Má mẹ anh không giờ quýnh anh. Ba anh quýnh anh. Ờ đúng. Nên giờ anh đi cứ nói người ta là má anh quýnh anh. À quýnh là thương vậy là bây giờ em phải nói á tôi ngọt cho bùi là vậy đó em hồi nhỏ là ba anh quánh dữ lắm nên giờ anh cũng gặp anh cũng kêu má quánh dữ lắm đúng không thì ai không quýnh vậy không nên mới lớn lên mà nhiều khi nó bị sai thì mình phải quýnh thôi. Gì vậy anh Ngọc? Không trời mưa đâu, trái đâu, giờ đốt. Chứ ba đàn cũ qua. Tắt nữa rồi nè. Tắt hai ngọn nữa rồi nè. Đèn qua nè, rồi trời mưa đó, đâu trái đâu không trời mưa. Để nói nghe tiếng đây. Là em muốn đi đồng dòng đúng không? Nhưng mà nó còn những cái vết mà đen đen. Hai ông này hay căng từ sáng giờ luôn cô chú anh chị. Cái vết đen nó là những cái vết mà phải nói là vết đẹp. Không sao đẹp được vết đen, thôi đẹp được cái cây mà đen, cây tre mà nó thẳng băng từ nhỏ nó lớn á là nó mới đẹp. Còn mà tầm dông nè mà đã uống rồi thì cũng phải còn cái vết. Không có đen nào giờ chưa thấy ai vết đó là gọi là cái vết nhơ đó. Còn cái cây thương á, vết thương á, vết thương á, măng nào uống.
Vậy? Măng mới ba cầm tay là người ta bẻ, người ta nấu canh rồi. Người ta bẻ, người ta luộc rồi, mà em muốn là anh đâu mà uống măng. Anh thấy là dài chưa? Măng mới măng nhỏ là người ta bẻ, người ta ăn rồi. Tới công chuyện chứ. Chứ không nè, mà đem uống hết đó. Đúng rồi. Rồi căng thẳng giữa ba cái người đàn ông này. Mà nói ăn á. Chỉ có mình em là em chưa có nói gì luôn, coi chứ anh Tiền. Thôi anh thua. Đúng rồi, hai anh em mình nói đúng không? Đúng rồi, còn gì nữa, măng nào mà uống. Không thể nào mà chảy được, măng là măng ở đây là búp măng. Búp măng là giờ tượng trưng cho những cái con bé, những cái người em bé nhỏ xíu. Đó, uống là từ lúc nhỏ, hiểu chưa? Ta uống là ta uống mấy cái cây kiển thôi. Uống cây kiển? Ba, măng. Ba đứa đó ăn hiếp của mình chỉ bên nè, uống là uống nè, 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 uống. Nãy anh nói dữ lắm mà em ghi bằng chứng lại rồi. Là uống bông trang nè. Đó. Rồi rồi rồi, sửa lại lắp bây giờ cái giọng của chú giờ hình. Rồi bây giờ mấy ông chuyển tới xem bông trang à. Uống không? Bây giờ là bẻ một cái húp luôn nè. Húp luôn không? Đó. Ủa, tới cùng bà đó. Tới công chuyện với chị Hồng Ngọc luôn nè, ở đó. À. Ở đó mà bẻ. Nè, ví dụ như nè, nè, lọc nè, đó, bây giờ ra trái rồi nè. Đâu, ra trái đâu? Hả? Ra trái đúng không? Bỏ gì không? Bỏ gì không? Ai đói đói chứ lại đây mà tí nữa không bao giờ đói. Nó đói rồi nó ăn bông trang nè. Ăn trái nè. Ăn là phải đó. Nãy dữ lắm mà giờ và tới đây cái video của Hiện Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha.